Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với channel của mình. Và mình là Chigreen đây. Hôm nay chúng ta sẽ nối tiếp câu chuyện Những điều nhỏ nhặt và đến với tập thứ 2 là Tình cờ hay định mệnh. Ai đã biết đôi ta rồi sẽ gặp lại nhau. Chúng ta sẽ bắt đầu trò chơi thôi. Nên vẽ phải cái trò chơi này cũng rất là cute. Mình tự rất là thích những cái kiểu trò chơi mà còn nét vẽ kiểu đơn giản này, nhưng rất là hay và nó dễ truyền tải được nội tâm nhân vật. Nhìn nó cũng đặc sắc hơn là những cái đồ họa nó quá là đẹp. Đấy, mình mới thích kiểu này hơn. 4 này, 3 này, 8 này, 9 này, 6 à? Không phải. Số 7 và số 4 là 4 đây. Số 7 nó sẽ ở chỗ nào đó. À đây, số 7 rồi. Anh thấy em đi qua. Ok, đoạn 2 nào. Tìm trái tim à? Để cả đầu con mèo có trái tim nữa. Đây có một cái ở cửa này. Cây có không? Không phải à? Cái này nhìn giống trái tim à? Đây có một cái ở cửa này. Còn một cái nữa. Nó ở đâu nhỉ? Trái tim cuối cùng nằm đâu? Cây ở trên cây rồi à. Nên vẽ nhìn đơn giản thật nhưng mà khó nhìn ra trái tim quá. Không thể thấy trái tim luôn, thôi phải dùng cái này vậy. À đây đây đây. Sao mình có thể không nhìn ra được cái hình trái tim ở đây nhỉ? Cay thật. Anh từ từ đến chỗ em, tim đập liên hồi. Vậy là bọn này đang ở quán cà phê, thằng này làm ở quán cà phê, ông kia làm ở thư viện à? À, ra thế. Tìm các biểu tượng này. Cốc trà. Hào. Chiếc dép nữa. Cái cờ. Con mèo được chưa? Cờ đâu nhỉ? Cờ đây à? Đúng rồi. Nhìn nó hơi khó nhìn tí. Anh đã biết đôi ta rồi sẽ có ngày gặp lại được nhau. Tình yêu gặp nhau ở thư viện rồi lạc mất nhau.
và đến bây giờ thì đã gặp lại được nhau ở tại quán cà phê một ngày. Cũng hay đấy. Rồi đây tìm chữ chi to đấy. RCHB T thì chữ L đó, chữ L chắc là phải bé lắm. Đây L đây. Ui, các bạn có thấy được cái khung cái những ngôi nhà sao? Nhìn nó rất là kiểu cổ trang luôn nhá. Nhớ rất đẹp luôn. Đôi ta vì chìm đắm vào câu chuyện mà là mất lối về. Ui, nghe nó nghe nó cứ sao sao ấy bạn. Nghe làm sao sao. Ôi, con này nó đổi nhà luôn à? Nó ra một cái bồn tắm khác luôn này. Từ để phóng to ra xem toàn cảnh cái khu này đó. Để chữ Y. Với chữ Y đi mà. Đây đây. HT. Đây đây rồi. Chữ H nữa. H đâu nhỉ? Đây đây đây. Nhìn nó ra hình gì. Ui. Mình cực kỳ muốn có một ngôi nhà mà gọi là nó có một cái view như này luôn. Đi rất là đẹp luôn, kiểu lúc mình nó tắm mà mình có thể nhìn ra được toàn cảnh phố, nhìn nó rất là đẹp. Thật sự nó rất là chill luôn. Mình luôn muốn sống trong gọi là những cái cuộc sống gọi là chill chill qua từng ngày. Đấy. Là trái tim em rộn ràng bởi hương hoa hay bởi háo hức lần nữa được nhìn thấy anh. Ôi nghe câu thơ này nó hay vãi. Nghe nó kiểu sao á. Nghe nó hay thực sự. Ok, đến giai đoạn cuối nào. Ok, và bọn nó đi hẹn hò luôn. Còn một trái tim nữa. Đây. Ui. Ngồi bên bờ sông với những con đom đóm lập lòe bên cơ. Đúng rồi, ngồi bên bờ hồ với có những con đom đóm lập lòe bay qua và giữa buổi tối. Ui, cái khung cảnh này mình chỉ cần tưởng tượng thôi là mình cũng thấy nó quá đẹp rồi. Nó quá lãng mạn đi. Em hình dung thấy ta ngày nào. Em hình dung thấy ta càng ngày gần nhau. À, ngày càng gần nhau, nói lộn. Đến từ. Em hình dung thấy ta ngày càng gần nhau. Ok, chúng ta đã nhận được một hình nền mới. Ok, nhận được hình hòa mới nào. Ok thì giai đoạn tập 2 của mình cũng đã kết thúc rồi. Thì cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu các bạn muốn tiếp tục theo dõi câu chuyện này, hãy để lại cho mình một like và subscribe kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chào các bạn.